Hôm nay được sự hỗ trợ của chủ trại ở Indo, em xuống xác luôn nha mọi người nha. Đây là cái bầy huyết long body rất đẹp luôn, chuẩn chỉ hết nha, đuôi to, càng dài, có đuôi lửa, có đuôi tròn luôn, có hai hồ ha. Hai hồ này đang để ở phía trước các cảnh đồ Việt Nam ở khu phía trước nha. Thì hai cái hồ này á sẽ xả 8 củ năm, xả 8 củ năm anh em nha, rất là đẹp nha, có nhiều con đuôi cực kỳ to luôn ha, chuẩn chỉ luôn, 8 củ năm cho anh em thôi ha. Đó, số lượng này là không có nhiều anh em ha, số lượng có hạn ha. Và em có một cái bài nữa cũng tầm cái size này, một lát nữa em sẽ lên clip cho anh em mình xem luôn ha. 6 củ chính sẽ tách ra từng con và quay cho anh em xem. Còn đây là cá này trong bầy nha, cá này chưa tách ra, cá này là đuôi kèn rất đẹp nha, 8 củ năm thôi anh em ơi, rất là dễ đó, học sinh sinh viên đều cũng có thể chơi được. Huyết long chất lượng nha anh em, hàng này Indo nha, nè đầu muỗng nè, đuôi rất là to luôn ha. Đó rồi, ok, bây giờ em sẽ quay camera lại cho anh em mình xem hai cái hồ này ha. 8 củ năm một đứa thôi, 22 24 xăng, rất là đẹp cho anh em à, ok luôn. Đây nè anh em ơi, đây là cái đàn em mới vừa nói đây ha, đầu muỗng ha, đuôi to rất là đẹp luôn, đuôi lửa nè anh em, đó đuôi lửa nha, 22 đến 24 xăng. Mấy em này là 8 củ năm nha. Nói chung cái này anh em mà muốn làm đem về chúng ta ra lại cho khách cũng được nha anh em. Đó, anh em lấy số lượng là sẽ còn khủng khiếp hơn cái này nữa nha. Đó, có làm cho anh em mình về mình làm luôn ha. Đây, đầu muỗng nè, đuôi lửa nè anh em ơi. Đó, 8 củ năm một đứa thôi anh em ơi. Đó, có đuôi tròn, có đuôi lửa anh em ha, đuôi rất là khích nha. Đó, cái rách đuôi này không thành vấn đề nha, tách ra hai ngày là bình thường lại ha. Nè anh em nhìn nè, cái dàn đuôi rất là to nha. Đó, đuôi cháy đào, đuôi lửa là có đủ hết luôn, đầu muỗng luôn. Đó, nè thấy không, rất là đẹp nha, đuôi rách một tí không thành vấn đề anh em ha. Anh em nào chơi cá rồi thì biết rồi, nuôi chung thả chung một bầy nó sẽ như vậy ha, và tách ra rời là nó sẽ riêng, là nó sẽ bình thường lại nha. Đây đầu muỗng nè, đuôi to nè, 8 củ năm một đứa thôi nha. Cái này anh em tới anh em lựa ha, còn anh em ở xa thì em sẽ lựa dùm, quay clip gửi Zalo cho anh em mình xem. Đó, review cho anh em mình xem ha, 8 củ năm một đứa. Em còn một hồ nữa nha, lát em quay qua cái hồ bên kia cho mình xem luôn. Đó nè, càng rất là dài nha, đuôi to rất là khích ha, 8 củ năm một đứa. Đó, đầu muỗng luôn nha anh em ơi. Đấy, ngon lành nha. Anh em tới lựa ha, hai hồ này đang để phía trước, khu phía trước nha, đoàn Việt Nam 880 trận đạo ha. Bên em có đưa đi khắp nơi toàn quốc được nha anh em, anh em ở đâu cũng được ha. Nè, có góp nè, có Zalo nâng cấp luôn anh em ha, đủ các thể loại nha. Rồi bây giờ em sẽ quay qua bên đây, có một cái hồ bên đây đó nè, hồ bên đây nhiều hơn nè anh em ơi. Đây nè, thấy con chip ở trong luôn, cá nó không trắng á, cái vảy nó non á, nó nhìn thấy con chip bên trong luôn ha. Mấy này là có chip có giấy đầy đủ nha. Đây, đuôi rất là to nè, toàn bộ nè, đuôi rất một tí không thành vấn đề nha anh em, chuyện nhỏ nha. Đầu muỗng nè, đầu muỗng nè, đầu muỗng nè, đuôi rất là to luôn, đuôi tròn cũng có mà đuôi lửa cũng có luôn, 8 củ năm một đứa. Đó, 8 củ năm một đứa nha. Nè, đó, ok chưa, đuôi quá to luôn. Đó, đuôi rất là to, càng dài nè anh em ơi. Đó, thấy không, nè con này cũng đuôi to nè, càng dài nè, 8 củ năm một đứa nha anh em ơi. Cái này số lượng có hạn nha, anh em tranh thủ nha. Đó, đó, tranh thủ mình lụm nè. Đó, càng rất là dài nha, càng qua kỳ bụng xa lắm nha. Đó, anh em thấy không, này phải nhanh tay mới được nha anh em. Còn anh em hốt nguyên bài thì cứ Zalo cho em nha, Zalo quen thuộc các anh em ha, hốt nguyên bài là mềm hơn nữa nha. Đó, hốt nguyên bài là quá ok luôn á, là anh em đem về chúng ta ra lại được luôn ha, ra lại vô tư luôn thôi chứ nói gì nữa. Rồi ok anh em nha, 0922 22 2323 ha, quen thuộc các anh em ha, rất là đẹp. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip theo ha. Một lát sau em sẽ có một clip tách bầy của cái 6 củ chính nha anh em. Đó, ngon lành nè, đuôi to lắm nè. Đó.
rất là to luôn. 8 củ 5 nha, bài này 8 củ 5.